Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin review chào bán toàn thể quý vị anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Mitsubishi Triton sản xuất 2016, số sàn 2 cầu, máy dầu màu trắng. Về tình trạng chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là nguyên bản, không đâm va biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn. Bán chiếc xe này thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị, nếu mà quý anh chị phát hiện ra chiếc xe này bị đâm va biến dạng ô tô và kính và đèn, máy số bị ngập nước, bên em xin bồi thường 50 triệu tiền mặt cho quý anh chị. Về tình trạng thì pháp lý đầy đủ sang tên cho quý anh chị nào mà có nhu cầu, và các bác ở tỉnh thì em rút hồ sơ cho quý anh chị. Vâng, chiếc xe sản xuất 2016 này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, làm mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu bán xe, liên hệ ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Toàn bộ chiếc xe về phần ngoại thất bên ngoài thì chỉ có một số điểm chảy xước bé đây, là hai hôm nữa thì em sẽ cho sơn đánh bóng lại, tút lại một chút. Và mua thực tế từ bác chủ ra chiều qua, đã về đến Hà Nội đây, toàn bộ đèn bi và mặt ca lăng, cabo nguyên zin, và từ các bao đời sốc là nguyên bản từ đầu. Chỉ còn một số điểm chảy xước rất chi là bé đây, ở tầm thấp. Và sau hai hôm nữa thì em sẽ cho dọn vệ sinh, đánh bóng lại thì khá là đẹp, với một chiếc xe cực kỳ hoàn hảo, đời 2016. Từ các khe hở cabo cánh cửa đây, khá là đều. Kính thì toàn bộ là kính đèn theo xe, không có dấu hiệu bị rạn nứt. Lốp còn khá là dày đấy ạ. Về phần lốp của chiếc xe em coi cho quý anh chị xem, toàn bộ lốp này khá là dày, là răng đúc. Phần gầm thì cực kỳ đẹp, vì xe chỉ đi trong nội đô nên là cái phần gầm này nó khá là đẹp, không có dấu hiệu bị móp méo chảy xước. Máy rất là khô dầu, không có dấu hiệu bị dí dầu. Vâng, đây là cái phần lốp phía sau, cực kỳ dày và mới nguyên thủy. Toàn bộ sassi không có dấu hiệu bị han gì cắt nối, và không bị xâm mại bởi nước mặn muối biển, nên là quý anh chị mua chiếc xe này khá yên tâm. Và đây là đèn hậu của chiếc xe nguyên bản từ đầu. Đây, chỉ có một số điểm bẩn chảy xước đây. Đấy, toàn bộ là em quay rất chi là mộc cho quý anh chị xem. Bán khẳng định cam kết với quý anh chị là xe đẹp, không đâm xô. Toàn bộ phần gầm em chạy thử thì khá là chắc, và lót thùng không có dấu hiệu bị chở hàng nặng nên là không móp méo. Lốp sơ cua đầy đủ hết toàn bộ. Đây là toàn bộ các cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe, không có dấu hiệu bị móc méo cong vênh. Đèn hậu và đinh bấm đinh dập của chiếc xe đằng sau vẫn là nguyên bản từ đầu, ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Và đặc biệt các phần chỉ phía sau của chiếc xe đây, từ cái cốp này, là nguyên thủy từ đầu. Toàn bộ về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì bên em khẳng định với quý anh chị là cực kỳ đẹp. Nội thất là ghế da màu đen của hãng Mitsubishi, và ghế lái này rất chi là căng, sau 4-5 năm sử dụng đây, toàn bộ hàng ghế lái rất chi là căng và mới. Hàng ghế phía trước thì không có dấu hiệu bị chảy rách gì. Ghế da Mitsubishi, toàn bộ bóng khí của chiếc xe đây không có dấu hiệu bị bung nổ. Và táp bi, màn hình DVD, vô lăng của chiếc xe không có dấu hiệu bị mòn sau thời gian sử dụng, mà cái da gà trên cái vô lăng vẫn còn rất chi là dày và nguyên thủy từ đầu.
với cái củ số. Đây, toàn bộ nguyên bản và cái cầu. Hai cầu hoạt động đầy đủ. Điều hòa âm thanh thì khá là mát đây ạ. Toàn bộ điều hòa auto đây. Và toàn bộ hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, em quay cho quý anh chị xem, chỉ zin hết toàn bộ. Và tay nắm ở cửa tabi nguyên thủy từ đầu. Đặc biệt là thông số kính đều là năm 2016 của hãng Mitsubishi hết toàn bộ. Em kiểm tra hết tất cả các cái phần kính của chiếc xe. Đây, từ các cánh cửa phía sau bên phụ đây, chỉ zin hết toàn bộ. Và tabi thông số kính thì đều 2016 đây ạ. Cùng với năm sản xuất của chiếc xe hết toàn bộ. Hàng ghế phía sau của chiếc xe đây, toàn bộ hàng ghế phía sau cực kỳ đẹp và không có dấu hiệu bị chảy xe. Chiếc xe còn nguyên bản trần lý theo xe từ đầu. Với góc quay từ phía sau đây, các bác nhìn cái vô lăng này, củ số đây, khá là mới và đẹp. Vâng, đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe, toàn bộ chỉ zin 100%. Tay nắm ở cửa tappi hai bên khá là đều nhau. Và bậc lên xuống này, nguyên bản từ đầu. Và sơn zin hết toàn bộ từ các cái hốc cột đây. Một chiếc xe Mitsubishi Triton 2016 số sàn 2 cầu. Khá là mới và đẹp. Toàn bộ là nguyên thủy, kính đèn theo xe hết. Tay nắm mở cửa và bậc lên xuống cột. Ốc cột tem mác đầy đủ hết, nguyên zin từ đầu. Cam kết xe không đâm va. Quý anh chị phát hiện đâm va bồi thường 50 triệu tiền mặt cho quý anh chị. Bên em cam kết kiểm tra xe chất lượng, mang đến cho quý anh chị những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Toàn bộ bóng khí đây, nguyên zin hết này. Cái gân da của chiếc xe mà dùng ít nên là nó không có độ mòn. Và toàn bộ ốc tai, ốc khóa nguyên bản từ đầu. Với bàn đạp phanh ga không có dấu hiệu bị mòn nẹo. Và toàn bộ hàng ghế rất chi là dày và đường ghế gân rất chi là căng. Với cái ghế lái quá là mới. Vâng, đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ ốc đèn này, ốc tai, ốc cabo là nguyên thủy từ đầu. Và đặc biệt các phần chỉ cabo là nguyên zin. Đinh bấm, đinh dập của nhà máy vẫn còn nguyên trên cái cabo này. Là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm xô cái phần đầu của chiếc xe. Xung quanh đèn led và đèn pha nguyên bản từ đầu. Về phần máy thì sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Và khẳng định với quý anh chị là máy số là nguyên bản, không có bị ngập nước hoặc là làm lại. Phần nhựa cực kỳ sáng và đẹp. Phanh ABS 4 bánh với cái cổ xả khá là sáng đây. Toàn bộ cổ xả, cổ bô. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây, chạy khá là êm. Toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động khá là êm và mượt, nguyên thủy từ đầu. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2016 số sàn 2 cầu máy dầu. Xe đẹp, không có gì để chê, không đâm va. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.